Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc lỗ cua. Thì mình sẽ dùng màu vàng và màu đỏ. Màu vàng để móc gấu và màu đỏ là để móc áo. Các bạn có thể sử dụng len tùy ý, và kim thì phải tương ứng với len. Ở đây mình dùng len lưu cô tông thì mình móc kim 3 mm. Các bạn nếu dùng kim to hơn, len to hơn thì móc bằng kim to hơn, hoặc là len nhỏ thì móc kim nhỏ. Móc thân gấu thì chúng ta dùng kim nhỏ hơn là móc áo. Số kim thì chênh lệch nhau là 1,5 mm. Ví dụ như các bạn móc gấu bằng kim 3 mm thì phần áo chúng ta sẽ móc bằng kim 4,5, hoặc là nếu như phần gấu chúng ta móc bằng kim 2 mm thì phần áo chúng ta sẽ móc kim 3,5. Các bạn chọn kim chênh lệch 1,5 mm để cho phần áo nó sẽ to hơn phần gấu một chút xíu. Chúng ta sẽ cần những cái kim gài để đánh dấu, gòn để nhồi vào bên trong, kéo để cắt và kim để may ráp. Để thêu mắt mũi nè. Gấu này thì mình không có khâu ráp, mà chúng ta sẽ móc chân, móc tay, móc rời các bộ phận, sau đó chúng ta sẽ ráp vào thân trong khi mà chúng ta móc luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn. Ở đây thì mình đã in cái bản hướng dẫn này ra để cho dễ nhìn. Các bạn cũng có thể lấy cái bản hướng dẫn tiếng Anh này, mình để ở đường link ở bên dưới. Thì các bạn sẽ dựa vào cái bản hướng dẫn này mà chúng ta móc theo. Thì bản hướng dẫn này là bằng tiếng Anh. Các bạn mà chưa biết đọc bản hướng dẫn bằng tiếng Anh thì các bạn tìm hiểu thêm một số cái mũi cơ bản mà được viết bằng tiếng Anh thì các bạn sẽ thấy là nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ vừa vừa móc và vừa hướng dẫn các bạn đọc cái bản này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc tai. Tai chúng ta sẽ móc hai cái. Các bạn sẽ dùng len màu vàng. Và đầu tiên chúng ta sẽ móc là hai mũi bính chữ CH, đây là tượng trưng cho là trên trên là mũi bính hoặc là móc xích đó các bạn. Thì chúng ta đầu tiên sẽ móc là hai mũi bính, sau đó móc 6 mũi đơn vào trong mũi bính thứ hai kể từ kim xuống. Thì bây giờ mình sẽ móc. Các bạn khởi tạo mũi ban đầu. Móc hai mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ móc vào bên trong của mũi bính đầu tiên này. Móc tổng cộng là 6 mũi đơn. Ở đây người ta nói là chúng ta sẽ không có nối vòng, không có nối lại mà các bạn tiếp tục mà móc theo vòng xoắn ốc và chúng ta sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Thì mình sẽ dùng kim gài để đánh dấu phân biệt mỗi vòng. Vòng thứ hai chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào cùng một chân cho tới hết. Mỗi một mũi này chúng ta sẽ móc vào hai mũi đơn. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi đầu tiên luôn. Và chúng ta móc lên một mũi đơn. Đây là mũi đầu tiên của vòng thứ hai thì chúng ta sẽ dùng kim gài. Chúng ta gài lại, đánh dấu lại. Nếu các bạn không có kim gài thì các bạn sẽ dùng một sợi len khác màu chúng ta móc vào đây thì để đánh dấu
phân biệt lại đây là hàng bắt đầu vòng thứ hai. Ở đây mình đã móc một mũi đơn thì mình sẽ móc tiếp theo một mũi đơn nữa vào cùng chân này để được hai mũi đơn vào cùng một chân. Mũi tiếp theo chúng ta cũng móc hai mũi đơn vào cùng một chân. Và các bạn lặp lại như vậy cho tới hết 6 mũi thì chúng ta được 12 mũi tất cả. Như vậy là xong vòng thứ hai. Tiếp tục vòng thứ ba. Hai mũi đơn vào một mũi tiếp theo, rồi một mũi đơn vào một mũi tiếp theo. Lặp lại như vậy, lặp lại cái cụm này cho tới hết thì chúng ta sẽ được 18 mũi. Thì các bạn cứ móc hai mũi đơn vào cùng một chân rồi một mũi bình thường. Tiếp tục hai mũi đơn cùng một chân rồi một mũi bình thường, chúng ta lặp lại như vậy. Vòng thứ ba bắt đầu bằng hai mũi đơn vào cùng một chân. Các bạn nhớ là sau khi chúng ta móc mũi đầu tiên thì luôn luôn là gài cái kim này lại. Hai mũi đơn vào cùng một chân. Tiếp tục một mũi đơn. Rồi lại hai mũi đơn vào một chân. Rồi một mũi đơn. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho tới hết cái vòng này. Cứ hai mũi đơn vào một chân. Rồi một mũi đơn. Rồi lại hai mũi đơn. Rồi một mũi đơn. Như vậy thì sau khi móc xong vòng này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 18 mũi. Vòng thứ tư. Vòng thứ tư chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào cùng một chân và móc lần lượt 8 mũi đơn và chúng ta sẽ lặp lại 2 lần. Các bạn sẽ móc hai mũi đơn vào cùng một chân. Rồi sau đó chúng ta sẽ móc 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp tục chúng ta sẽ lặp lại thêm một lần nữa, đó là hai mũi đơn vào cùng một chân và 8 mũi đơn cho tới hết. Sau khi móc xong vòng này thì chúng ta có 20 mũi. Vòng thứ 5 tới vòng thứ 8 thì chúng ta sẽ móc mũi đơn. Không thêm mũi nữa mà chúng ta sẽ móc hoàn toàn bằng mũi đơn. Các bạn móc từ vòng thứ 5 tới vòng thứ 8. Nhớ là sau khi chúng ta móc xong một vòng thì chúng ta sẽ dùng kim gài để đánh dấu lại. Sau khi móc xong vòng thứ 8 thì chúng ta sẽ được một phần như thế này. Tiếp tục vòng 9 và 10 sẽ móc giống nhau. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ móc 3 mũi trượt. Mũi trượt thì chúng ta sẽ đâm kim, lấy len và chúng ta móc lên luôn. 3 mũi trượt. Mười bốn mũi đơn và cuối cùng là 3 mũi trượt. Các bạn sẽ móc 14 mũi đơn.
Và cuối cùng là 3 mũi trượt. Vòng thứ 10 chúng ta cũng giống như vậy, các bạn sẽ móc 3 mũi trượt. Thì ở đây mình lưu ý các bạn là cái chỗ mà chúng ta móc mũi trượt ở hàng trước này, thì vòng này mình sẽ lấy ở một sợi phía sau của mũi móc thôi. Các bạn nhìn lên đầu mũi móc, các bạn sẽ thấy là nó có hai sợi này, một sợi ở phía sau, một sợi phía trước. Thông thường thì chúng ta đâm kim qua cả hai sợi và chúng ta móc, nhưng mà ở đây móc mũi trượt thì mình chỉ đâm kim qua sợi phía sau này thôi để móc cho nó dễ dàng. Các bạn sẽ đâm kim vào đây, chúng ta sẽ móc lên một mũi trượt, cũng đánh dấu lại, tiếp tục móc cho hết 3 mũi trượt, rồi 14 mũi đơn. Mũi đơn thì đâm kim vô hai sợi luôn nha các bạn. Các bạn sẽ móc mũi đơn thì chúng ta móc bình thường, chỉ có mũi trượt là mình mới đâm kim vào phía sau thôi. Sau khi móc xong 14 mũi đơn thì chúng ta sẽ móc thêm 3 mũi trượt. Như vậy là xong vòng thứ 10. Vòng thứ 11, các bạn cũng móc 3 mũi trượt. Sau đó chúng ta sẽ giảm mũi thì các bạn sẽ móc từ 2 mũi, chúng ta móc thành 1 mũi. Mình sẽ lấy sợi phía trước, các bạn sẽ đâm kim qua sợi phía trước của 2 mũi cùng một lúc và chúng ta móc lên thành 1 mũi đơn. Như vậy là từ 2 mũi móc thành 1 mũi, chúng ta đã giảm 1. Tiếp tục móc 10 mũi đơn. Lại giảm mũi và cuối cùng là móc 3 mũi trượt. Chỗ này chúng ta sẽ móc một lần giảm mũi và móc 3 mũi trượt. Và ở đây mình sẽ kết thúc. Kết thúc thì chúng ta sẽ móc thêm một mũi bính và các bạn sẽ cắt len. Rút cái sợi này ra, thắt lại. Và mình sẽ gỡ cái kim gà này ra. Như vậy là chúng ta đã móc xong một cái tai. Các bạn sẽ móc tổng cộng là 2 cái tai giống nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc phần mũi và phần mõm. Mũi là các bạn sẽ móc màu nâu hoặc là màu đen tùy ý các bạn, ở đây thì người ta ghi là màu nâu. Chúng ta sẽ khởi tạo mũi đầu tiên. Các bạn sẽ móc 2 mũi bính và móc 6 mũi đơn vào trong mũi bính đầu tiên này.
Sau đó thì chúng ta cũng dùng kim gài để nối vòng chứ không có móc nối vòng nha. Vòng thứ hai, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng một chân. Sau khi móc mũi đầu tiên thì mình sẽ đánh dấu lại. Các bạn móc 3 mũi đơn vào một chân. Hai mũi bính bỏ qua một mũi không móc. Chúng ta sẽ móc vào mũi tiếp theo này. Các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào một chân. Tiếp tục, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn lần lượt. Vòng thứ ba, mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào cùng một chân. Tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Hai cái mũi bính này chúng ta sẽ không móc mà các bạn sẽ móc vào mũi tiếp theo này. Một mũi đơn. Mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc là hai mũi đơn vào cùng một chân. Và móc mũi đơn vào bốn mũi cuối cùng này. Chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào mũi chúng ta đã đánh dấu đây. À, các bạn sẽ móc một mũi trượt. Và các bạn sẽ kết thúc cái sợi màu nâu này. Tiếp theo thì mình sẽ dùng len màu vàng nối vào trong cái phần mũi này. Để chúng ta sẽ móc tiếp vào cái phần mõm. Thì các bạn sẽ nối vào cùng chân với lại mũi mà chúng ta móc mũi trượt cuối cùng của cái mũi á, chúng ta sẽ nối lên vào đây. Nối lại bằng một mũi đơn. Thì các bạn sẽ khởi tạo mũi đầu tiên ở trên kim. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim vào trong cái mũi cuối cùng này. Mũi mà các bạn đã móc cái mũi trượt á, chúng ta sẽ móc lên thành một mũi đơn. Tiếp tục chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Các bạn móc hai mũi đơn vào một chân. Mũi tiếp theo cũng là hai mũi đơn vào một chân. Đó, hai mũi này chúng ta sẽ móc thành bốn mũi. Tiếp tục các bạn sẽ móc một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc một mũi đơn vào trong cái mũi mà chúng ta đã bỏ qua ở phần mũi lúc nãy chúng ta móc á. Lúc mà chúng ta móc hai mũi bính rồi bỏ qua một mũi không móc á, thì bây giờ chúng ta sẽ móc vào đây. Các bạn sẽ đâm kim ngược lại cái mũi mà đã bỏ qua này. Các bạn sẽ móc lên một mũi đơn. Rồi lại trở lại cái vòng đang móc đây. Các bạn sẽ móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo. Tiếp tục móc hai mũi đơn vào cùng một chân. Rồi lại hai mũi đơn vào cùng một chân. Móc hai mũi đơn bình thường.
hai mũi đơn vào cùng một chân. Và mũi cuối cùng là chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Nối lại với cái mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt. Vòng tiếp theo chúng ta sẽ móc lên một mũi bính. Đâm kim vào cùng chân với lại cái mũi bính này. Các bạn sẽ móc một mũi đơn. Đánh dấu lại, đây là cái mũi đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo. Hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Hai mũi đơn vào một chân, rồi lại hai mũi đơn vào một chân. Sau đó các bạn sẽ móc 5 mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Hai mũi đơn vào một chân, rồi tiếp tục hai mũi đơn vào một chân. Sau đó chúng ta sẽ móc hai mũi đơn bình thường, hai mũi đơn cùng một chân, lặp lại hai lần. Các bạn móc một mũi đơn, rồi hai mũi đơn, hai mũi đơn vào một chân. Đây là một lần, tiếp tục thêm một lần nữa là móc hai mũi đơn bình thường, rồi một mũi đơn, hai mũi đơn vào một chân. Ở đây, ở đây mũi cuối cùng này chúng ta sẽ bắt đầu móc nối vòng. Ở đây mình không kết vòng bằng mũi trượt nữa mà mình sẽ móc nối vòng. Vòng thứ ba các bạn sẽ móc 3 mũi đơn. Các bạn móc mũi đầu tiên này xong thì chúng ta sẽ gài lại. Hai mũi đơn vào một chân của hai mũi tiếp theo. Tiếp tục móc 7 mũi đơn. Hai mũi đơn vào một chân của hai mũi tiếp theo. Tiếp tục các bạn sẽ móc 3 mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân. Bốn mũi đơn. Và cuối cùng là hai mũi đơn vào cùng một chân. Chúng ta sẽ móc tiếp vòng thứ tư. Vòng thứ tư chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn.
hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Chín mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Bốn mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân. Sáu mũi đơn và mũi cuối cùng sẽ là hai mũi vào cùng một chân. Vòng 5 và 6, 7 thì các bạn sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn. Chúng ta sẽ không tăng mũi nữa. Sau khi chúng ta móc vòng 5, 6, 7 bằng mũi đơn thì tiếp tục vòng 8, các bạn móc 6 mũi đơn. Một mũi trượt và trừ lại 28 mũi, chúng ta sẽ không móc. Và bây giờ các bạn sẽ bắt đầu móc theo hàng. Chúng ta sẽ gỡ cái kim gà này ra và quay ngược lại để móc vào mặt bên trong này. Các bạn sẽ bỏ qua cái mũi đầu tiên này. Mũi đầu tiên này là mũi trượt, bỏ qua không móc, và móc vào mũi tiếp theo. Chúng ta sẽ móc 18 mũi đơn. Và một mũi trượt. Sau đó quay lại và chúng ta sẽ móc vào phần mặt bên này. Các bạn sẽ thấy người ta ghi là turn, là quay lại này. Bỏ qua mũi trượt đầu tiên hay là cái mũi trượt của hàng cuối này, chúng ta bỏ qua không móc. Móc 13 mũi đơn. Sau khi móc 13 mũi đơn thì
sẽ dùng một cái sợi len khác màu, hoặc là các bạn có thể dùng kim gài để gài lại cũng được. Chúng ta sẽ đánh dấu cái mũi thứ 13 này lại. Mục đích mà các bạn đánh dấu mũi này lại là để khi chúng ta ráp vào với lại phần đầu thì các bạn sẽ biết cái vị trí mà cần phải ráp là ở đâu. Tiếp tục, các bạn sẽ móc thêm 4 mũi đơn. Một mũi trượt và mũi tiếp theo. Một mũi trượt vào cùng chân với lại chỗ mà lúc nãy chúng ta đã móc mũi trượt ở hàng trước á, đây nè. À, các bạn sẽ móc vào đây luôn, các bạn móc một mũi trượt vào đây. Tiếp tục móc 15 mũi trượt vào những mũi còn lại này. Móc một mũi trượt vào cùng chân với lại mũi trượt ở hàng trước. Các bạn sẽ thấy là nó có một cái lỗ ở giữa cái vị trí mà ở giữa hàng trên và hàng dưới này. Đây, thì chúng ta sẽ móc vào đây một mũi trượt. Và nối lại với cái mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt. Và chúng ta sẽ kết thúc cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần mõm. Tiếp theo thì mình sẽ móc phần tay. Tay ở đây mình sẽ móc hai cái, tay thứ nhất và tay thứ hai nó sẽ móc giống nhau từ vòng 1 cho tới vòng 29 thì sẽ móc hai tay giống nhau, riêng cái vòng 30 thì hai tay nó sẽ móc khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu móc tay thứ nhất. Các bạn khởi tạo mũi đầu tiên, móc 2 mũi bính, 6 mũi đơn vào trong mũi bính đầu tiên. Tay mình cũng sử dụng kim gài để đánh dấu vòng. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân cho tới hết. Vòng thứ ba chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân của 2 mũi tiếp theo và
Tiếp đó là móc một mũi đơn. Nghĩa là các bạn sẽ hai mũi thêm mũi và một mũi đơn bình thường không thêm. Mũi đầu tiên chúng ta cũng đánh dấu lại. Các bạn móc hai mũi vào một chân. Mũi tiếp theo cũng là hai mũi đơn vào một chân. Mũi tiếp theo chỉ là một mũi đơn. Lặp lại. Hai mũi đơn vào một chân. Hai mũi đơn vào một chân. Và một mũi đơn. Tiếp tục hai mũi đơn vào một chân. Hai mũi vào một chân. Và một mũi đơn. Các bạn sẽ lặp lại như vậy. Vòng thứ tư. Chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào một chân và móc bốn mũi đơn bình thường, lặp lại cho tới hết. Hai mũi đơn vào một chân và sẽ móc bốn mũi đơn. Tiếp tục hai mũi đơn vào một chân. Rồi lại bốn mũi đơn. Lại hai mũi đơn vào một chân. Và bốn mũi đơn. Hai mũi đơn vào một chân. Và bốn mũi đơn. Vòng thứ năm. Chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào một chân và 7 mũi đơn bình thường, lặp lại cho tới hết. Hai mũi vào một chân. Sau đó chúng ta sẽ móc 7 mũi đơn. Tiếp tục hai mũi đơn vào một chân. Và 7 mũi đơn. Tiếp tục hai mũi đơn vào một chân. Và 7 mũi đơn. Từ vòng 6 tới vòng 12 thì chúng ta sẽ móc toàn bộ là mũi đơn, không thẳng tăng mũi nữa. Sau khi móc xong vòng 12 thì vòng thứ 13 chúng ta sẽ giảm mũi hai lần. Giảm mũi thì giống như lúc trước mình cũng đâm kim qua sợi phía trước của hai mũi và móc thành một mũi. Chúng ta sẽ giảm thêm một mũi nữa. Móc 11 mũi đơn.
hai mũi đơn vào cùng một chân. Và móc tiếp 11 mũi đơn. Vòng thứ 14 chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo, nghĩa là hai cái mũi lúc nãy chúng ta giảm thì bây giờ chúng ta sẽ tăng lên. Hai mũi đơn vào một chân, hai mũi đơn vào một chân, 11 mũi đơn. Giảm mũi một lần. Móc tiếp 11 mũi đơn. Vòng 15 tới 22 chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn. Các bạn móc lên thì khi mà thấy nó vừa đủ độ dài rồi thì chúng ta sẽ nhồi gòn vào bên trong này, vừa móc và vừa nhồi gòn vào. Chúng ta sẽ móc cho tới hàng 22. Sau khi móc xong vòng 22 thì mình đã nhồi gòn vào bên trong như thế này. Vòng 23 chúng ta sẽ móc hai mũi đơn giảm mũi hai lần. Tiếp tục móc 11 mũi đơn. Sau đó móc hai mũi đơn vào cùng một chân và móc 9 mũi đơn cho tới hết. Vòng 24 chúng ta cũng móc hai mũi đơn sau đó hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo, nghĩa là hai mũi giảm lúc nãy chúng ta bây giờ sẽ tăng lên. Hai mũi đơn vào một chân, tiếp tục thêm một mũi nữa. Sau đó móc 11 mũi đơn.
một mũi giảm. Tiếp tục móc 9 mũi đơn cho tới hết. Vòng 25 tới 29 thì chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn. Vòng thứ 30 thì chúng ta sẽ móc 10 mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ dùng một sợi len khác màu hoặc là các bạn có thể sử dụng kim gài để chúng ta đánh dấu cái mũi thứ 10 này lại. Tiếp tục các bạn sẽ móc 17 mũi đơn cho tới hết. Chúng ta sẽ gỡ cái kim gà này ra và móc một mũi trượt. Sau đó móc lên một mũi bính để kết thúc và cắt sợi rút ra. Như vậy là chúng ta đã xong một chiếc tay thứ nhất. Các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong này. Phần tay thứ hai thì chúng ta móc giống như phần tay thứ nhất này. Từ vòng 1 tới vòng 29 thì các bạn sẽ móc y hệt như vậy. Nhưng mà vòng thứ 30 thì chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn rồi mới đánh dấu lại. Tay 1 thì chúng ta móc 10 mũi đơn rồi đánh dấu, còn tay thứ hai chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn rồi mới đánh dấu lại. Và các bạn nhớ là hai cái tay này các bạn đánh dấu bằng hai cái sợi len khác nhau để khi chúng ta ráp chúng ta sẽ không có bị nhầm tay 1 và tay 2. Ở đây tay 1 là mình sử dụng màu trắng này, còn tay 2 mình dùng màu đỏ đây.